Từ cuối năm 1947 tới đầu năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Tiếp theo thắng lợi lớn ở Việt Bắc trong thu đông 1947, quân và dân ta đã ra sức phát triển lực lượng kháng chiến, hình thành lực lượng ba thứ quân, đẩy vận động chiến tiến tới trên chiến trường Bắc Bộ. Ngày 1 tháng 10, 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhanh chóng cùng hàng loạt các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ ta. Uy tín và tiềm lực quân sự của mặt trận Việt Minh ngày càng tăng, thời cơ cho một bước ngoặt chiến lược đã đến gần. Với ý định kết thúc chiến tranh, tháng 5 1950, Pháp cử tham mưu trưởng lục quân tướng Revers sang Đông Dương. Revers lập kế hoạch mới, coi đồng bằng Bắc Bộ là chiến trường chính, củng cố, phong tỏa biên giới. Thực hiện kế hoạch, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự đường số 4, án ngữ biên giới Việt-Trung, khóa chặt căn cứ địa Việt Minh với bên ngoài, thiết lập hành lang Đông Tây, cô lập Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường đánh phá ta về mọi mặt trên khắp các chiến trường, chuẩn bị lực lượng để tiến công Việt Bắc lần hai. Địch tập trung lực lượng gồm các đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của quân đội viễn chinh Pháp, phần lớn đã được thử thách tại chiến trường châu Âu, xây dựng các vị trí then chốt thành cụm cứ điểm với binh lực từ hai đại đội trở lên, tăng cường hỏa lực, cải tiến công sự và hệ thống liên lạc tiếp tế. Tại căn cứ kháng chiến vùng rừng rậm Thái Nguyên, nhận định tình hình của cuộc kháng chiến, ngày 12 tháng 2, 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân để tiến tới tổng phản công. Tháng 6, 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, hạ quyết tâm phá thế phòng thủ của địch, tranh thủ sự chi viện của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, giành cho được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính. Bác ra lời kêu gọi đồng bào ba tỉnh Cao, Bắc, Lạng hãy tiến lên, làm gương kiểu mẫu cho nhân dân toàn quốc, giúp cho chiến dịch được thắng lợi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, 121.700 lượt nhân dân các dân tộc rời nhà đi bạt núi mở đường. Bắc cầu vận chuyển gần 2.000 tấn lương thực, 41 tấn đạn dược bằng đôi vai, bằng ngựa thổ. Hàng vạn dân công hỏa tuyến bám sát trận địa, phục vụ bộ đội ăn no đánh giặc. Bộ chỉ huy quân đội Pháp nhận thấy những dấu hiệu vận chuyển bất thường trên các nẻo đường rừng Việt Bắc, lập tức cho quân càn quét ven hành lang đường số 4 nhằm phá nguồn lực trong dân. Do ta giữ bí mật tuyệt đối, địch chủ quan cho rằng Việt Minh chưa có khả năng đánh lớn. Thực tế, lực lượng cấp đại đoàn và hàng trăm ngàn dân công đang bí mật tiến gần đến mục tiêu đã định. Đầu tháng 9 1950, Bác Hồ đã lên đường đi chỉ đạo chiến dịch. Với tầm nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén chính trị, người chính là linh hồn của chiến dịch biên giới. Đi chiến dịch, tin ấy lan truyền trong hàng chục ngàn bộ đội, dân công, biến thành sức mạnh hành quân, tăng thêm niềm hăng hái, thấm thêm ý nghĩa quan trọng của chiến dịch trong lòng mỗi người. Nhận rõ tầm quan trọng của chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến dịch này hết sức quan trọng, chỉ được thắng, không được thua. Bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến đánh trận then chốt mở màn tại Cao Bằng. Tuy nhiên, qua tổ chức trinh sát thực địa, ta nhận thấy đánh Cao Bằng không chắc thành công. Trái lại, Đông Khê là nơi có vị trí hiểm yếu. Ta vừa bảo đảm chắc thắng trận đầu, vừa tạo cơ hội tiêu diệt địch đi cứu viện. Đi đôi với hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, công tác tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức lưu tâm. Người động viên đồng bào Cao Bắc Lạng khắc phục khó khăn, làm gương kiểu mẫu cho nhân dân toàn quốc. Với lực lượng vũ trang, người giao huấn thị, chiến dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng
chúng ta quyết đánh thắng trận này. Đông Khê là một căn cứ kiên cố, một mắt xích quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ đường số 4. Phía Bắc cách thị xã Cao Bằng 45 km, phía Nam cách thị trấn Thất Khê 25 km. Nhiệm vụ trấn giữ được giao cho hai đại đội Lê Dương thiện chiến, ngoài ra còn một trung đội lính bản xứ, tất cả gồm 321 tên do đại úy Aliot chỉ huy. Nhìn rộng toàn tuyến phòng thủ biên giới, quân đội Pháp có tổng cộng 10 tiểu đoàn Âu Phi, 1 tiểu đoàn và 9 đại đội lính Việt, 27 khẩu pháo các loại, 4 đại đội công binh, 4 đại đội cơ giới, 6 máy bay chiến đấu và 2 máy bay trinh sát liên lạc. Trong khi giặc Pháp vẫn đinh ninh rằng Việt Minh mới chỉ có thể tiến hành các trận đánh nhỏ và chưa xác định được hướng tiến công chủ yếu của ta, thì chúng không thể ngờ rằng các đơn vị đã được củng cố, huấn luyện tương đối cơ bản, sức chiến đấu đã có những thay đổi rõ rệt. Lực lượng tham gia chiến dịch biên giới bao gồm Đại đoàn 308, 2 trung đoàn chủ lực 174 và 209, 3 tiểu đoàn độc lập, 4 đại đội sơn pháo, 5 đại đội công binh, quân số tổng cộng 29.500 người. Ngoài ra, còn có một số đại đội bộ đội địa phương và du kích của hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Núi Báo Đông là nơi 70 năm trước Bác Hồ chọn làm điểm quan sát và chỉ đạo trận Đông Khê. Chống gậy lên non, xem trận địa, vạn trùng núi đỡ, vạn trùng mây, quân ta khí mạnh nuốt ngưu đầu, thề diệt xâm lăng, lũ sói cày. Rất có thể tứ thơ đầy hào khí này đã đến với Bác khi người trên đài quan sát theo dõi các đoàn bộ đội dân công đang tiến ra phía trước với một khí thế không gì ngăn cản nổi. Theo kế hoạch, trung đoàn 174 tiến công địch từ hướng Bắc, trung đoàn 209 từ hướng Nam đánh lên. Về phía Nam, hai trung đoàn của đại đoàn 308 cũng tiến ra đường số 4, sẵn sàng đón đánh quân ứng chiến. Dưới màn Na Sầm, Lạng Sơn, từ mấy hôm trước, bộ đội và dân công đã giáo diết hoạt động, phá đường giao thông, thực hiện kế hoạch nghi binh. Toàn chiến dịch đã dàn xong thế trận. Ngày 16 tháng 9, 1950, chiến dịch biên giới bắt đầu. Trung đoàn 174 và trung đoàn 209 tiến công đánh chiếm các cứ điểm ngoại vi của Đông Khê. 6 giờ 30, trung đoàn 174 tổ chức mở cuộc tiến công các vị trí tiền tiêu. Đến 9 giờ, chiếm được đồn Yên Ngựa. 10 giờ 30 phút, chiếm đồn Thìa Khóa. Hướng Tây Nam, trung đoàn 209 triển khai trận địa chậm, nên đến 18 giờ mới nổ súng. 21 giờ diệt được đồn Bò Đình. Tiếp tục tiến công đồn Bò Hầu, nhưng hết ngày vẫn chưa giải quyết xong. Ngày 17 tháng 9, ta đã dồn quân Pháp vào khó khăn, cắt đôi hệ thống phòng thủ trong pháo đài. Đến 4 giờ sáng, trung đoàn 174 chiếm được Cẩm Phầy, trung đoàn 209 chiếm được Phủ Thiện, nhà cũ, khu trường học. Tại cứ điểm Đồn To, quân Pháp chống trả quyết liệt, gây nhiều khó khăn và thương vong cho ta. Trước sự chống cự quyết liệt của lính Lê Dương Pháp, cuộc tấn công bị dừng lại một thời gian. Bộ chỉ huy chiến dịch họp bàn quyết định thay đổi hướng tiến công. Vào 18 giờ 30, tiểu đoàn 251 tiến công trên hướng đông pháo đài đã chiếm được đầu cầu. Trên hướng bắc, tiểu đoàn 249 cũng chiếm được đồn nhà thương, phát triển vào bên trong, bắt liên lạc được với trung đoàn 209, cùng phối hợp tiến công vào sau lưng pháo đài. Trong chiến đấu ác liệt đã có nhiều tấm gương anh hùng. Đó là đại đội trưởng Trần Cừ lấy thân mình lấp lỗ châu mai, là tiểu đội trưởng La Văn Cầu bị thương khi đánh bộc phá. Trong cái trung đội của chúng tôi có 25 người thì đã bị hy sinh một nửa rồi.
còn lại một nửa cũng bị thương. Bản thân tôi á, cánh tay phải tôi bị chập nát. Tôi nghĩ cách là nhờ đồng đội, chứ còn cách là nhờ đồng đội chặt giúp cánh tay để cho nó khỏi vướng. Phải mất tới 54 giờ chiến đấu gay go ác liệt trong trận đầu đánh Công Kiên, ta mới chiếm được Đông Khê. 120 lính Pháp bị tiêu diệt, hơn 200 tên bị bắt, chỉ một nhóm tàn binh chạy về phía Thất Khê. Phía quân đội nhân dân Việt Nam, 130 chiến sĩ hy sinh, 223 người khác bị thương. Cái giá cho chiến thắng không hề nhỏ, nhưng ta đã giành thắng lợi. Tuyến phòng thủ biên giới của quân đội Pháp vỡ một mảng lớn trên đường số 4. Ngay sau thắng lợi của trận Đông Khê, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và thăm hỏi ân cần các chiến sĩ bị thương trong trận đánh. Trước khi bước vào chiến dịch, Bác đã chỉ đạo lập các trạm cứu thương để kịp thời cứu chữa thương binh. Thắng lợi lớn nhất nhưng phải tốn ít xương máu nhất lúc nào cũng là mối quan tâm hàng đầu của Bác. Mất cứ điểm Đông Khê, tướng Carpentier vội bay sang Việt Nam, lên Lạng Sơn thị sát tình hình. Ông này chỉ đạo tư lệnh quân đội Pháp tại Bắc Bộ gấp rút cơ động khỏi Cao Bằng, cố gắng rút lui trong thế chủ động. Pháp điều quân đóng ở Cao Bằng rút chạy về Đông Khê, đồng thời huy động quân từ Thất Khê đánh lên Đông Khê để thông đường cho cánh quân Cao Bằng rút về. Bên cạnh đó, chúng mở một mặt trận khác ở Thái Nguyên, mục đích làm phân tán chủ lực của ta, giảm áp lực cho các đơn vị đang rút chạy. Khi đó, địch chưa dám giải cứu Đông Khê. Gạo ở các đơn vị đã cạn, lương thực dự trữ ở các kho cũng hết. Ta đã trải qua hơn 10 ngày chờ đợi căng thẳng. Bây giờ vấn đề đặt ra là tiếp tục chờ đợi thời cơ hay là thu quân? Cũng có ý kiến thu quân bởi vì tiếp tế khó khăn quá nữa rồi. Lương thực cạn thì chúng tôi nghiên cứu tình hình và đề nghị là làm sao mà bộ đội chịu đựng gian khổ, nhân dân là ra sức tiếp tế và tiếp tục chờ đợi thời cơ báo cáo với Bác. Bác quyết định là cần chờ đợi một thời gian xem thời cơ diễn biến là thế nào. Nhận rõ tầm quan trọng của yếu tố thời gian, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ta mệt một, địch mệt gấp 5, gấp 7 lần. Lúc này là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt địch. Người gửi thư động viên đến các cán bộ chiến sĩ. Được sự động viên kịp thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn thiếu thốn, quyết tâm chờ đánh địch. Đúng như dự đoán, một binh đoàn do Trung tá Lepa chỉ huy nhận lệnh hành quân nhằm chiếm lại Đông Khê. Trong khi binh đoàn Sắc Tông nỗ lực từ Cao Bằng rút xuống để tránh bị bao vây tiêu diệt, hai cánh quân hẹn gặp nhau gần căn cứ Đông Khê. Bộ chỉ huy Pháp cho một tiểu đoàn nhanh chóng nhảy dù xuống Thất Khê, chặn Việt Minh tiến về hướng Lạng Sơn. Pháp hy vọng hai cánh quân sẽ gặp nhau và làm nên chuyện. Nhưng đường số 4 bị cắt đứt, Sắc Tông phải bỏ lại lừa ngựa xe pháo và đi theo đường mòn Quang Liệt, đúng theo thế trận Việt Minh đã bày sẵn. Năm 1950, binh đoàn Le Pa đã bị hỏa lực của 10 tiểu đoàn Việt Minh dìm trong lòng chảo núi rừng. Lính Pháp bị đánh tan tác, số còn lại tìm cách xuyên rừng trốn chạy. Trưa ngày 6 tháng 10 năm 1950, hầu như binh đoàn Le Pa bị xóa sổ. Trong số 2.500 lính, chỉ còn lại hơn 600 tên. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, tại điểm cao 477, đến lượt binh đoàn Sắc Tông bị ta tiêu diệt. Đến ngày 8 tháng 10 năm 1950, quân đội nhân dân Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 tiểu đoàn, 2 viên chỉ huy binh đoàn Le Pa và Sắc Tông đều bị bắt. Ngày 22 tháng 10 năm 1950, quân Pháp rút hoàn toàn các cứ điểm phòng thủ trên đường số 4.
Sau này, trong hồi ký đường số 4, Jacques Tông đánh giá về thất bại của Pháp trong chiến dịch biên giới. Thảm kịch này ít ra cũng có lợi là thức tỉnh những người cầm quyền phương Tây. Dù sao đó cũng là tiếng chuông báo tử cho sự có mặt của Pháp ở Đông Dương. Chiến dịch biên giới năm 1950 đã làm phá sản chiến lược bao vây của thực dân Pháp trên hành lang Đông Tây. Quân đội nhân dân Việt Nam đạt toàn bộ mục tiêu chiến dịch. Với tầm nhìn xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở quân dân, thắng lợi này mới là kết quả bước đầu. Chúng ta còn phải đánh và phải thắng nhiều trận gay go hơn, to tát hơn nữa mới đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 đã tạo thế tiến công cho các chiến trường khắp Bắc, Trung, Nam, Hạ Lào, đặc biệt là đánh địch trong các vùng chúng tạm thời kiểm soát.